cánh cửa tình yêu bị đóng sập trước ngày lễ đính hôn. Hàng loạt những bức ảnh nóng bị tung lên mạng, khiến những người trong cuộc gặp nhiều phen trắc trở. Tình yêu đứng trước một thử thách lớn. Em hãy đi theo anh. Anh làm cái gì vậy? Thắc Quy, Thắc Quy, đi theo anh. Còn ở bình tĩnh. Cô làm gì vậy? Anh Nam, đi. Thắc Quy, đi theo anh. Nhanh lên. Quy, cô làm cái gì vậy? Anh Quy, anh Trung. Chạm vào quá khứ. Phát sóng vào lúc 12 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và phát lại lúc 0:30 hôm sau trên Today TV.